Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó chính là anh Tiến Biệt. It's me, yeah. Vâng, và thể loại chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là khi anh Tiến Biệt trả lời đúng hai câu hỏi do chương trình đặt ra thì ngay lập tức anh sẽ nhận được một chuyến đi du lịch một tuần tại Ấn Độ. Và ngoài ra anh còn được nhận 100 triệu tiền đô la Ấn Phú được tài trợ từ chương trình Ai Là Triệu Phú. Vâng, và chương trình của chúng ta sẽ quay trở lại sau vài giây quảng cáo. Quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú thì đây là câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho anh Tiến Biệt. Người yêu cũ có người yêu mới và người yêu mới lại thì thích người yêu cũ của người yêu cũ. Thì theo anh, hành động của người yêu mới của người yêu cũ là một hành động như thế nào? A. Thông minh. B. Ngu dốt. C. Ôi dồi ôi. Và đây là ảo thật đấy. Nhiều thằng nhìn thấy rồi, không nuốt được trôi thôi. Phải câu trả lời của anh đó là ngu dốt. Vâng, đây chính là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh. Quay lại với chương trình Ai Là Triệu Phú thì đây là một câu hỏi rất là quan trọng về đặc biệt dành cho anh Tiến Biệt. Câu hỏi được đặt ra là khi nhạc thực của rơi anh này sẽ làm gì? A. Tham lam. B. Ngu dốt. C. Còn cái nịt. D. Mất cái nịt. Còn cái nịt. Và câu trả lời cuối cùng của anh đó là còn cái nịt.